Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid đi qua để lại rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hệ lụy của nó gây ra vô cùng nặng nề, như người bệnh bị rụng tóc, hụt hơi, khó thở, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, đặc biệt là sức khỏe sinh lý của nam giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn do hậu quả của COVID-19 để lại đã được công bố. Một phương pháp mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh về nam khoa. Đó là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cao mật nhân Ấn Độ và công nghệ nano hướng đích hàng đầu Nhật Bản, giúp nam giới tìm lại được ham muốn của mình, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Đúng là thật là đi các cái event kiểu như thế này, hội thảo này, hỏi anh nào giơ tay lên có yếu không thì chả ông nào giơ tay cả. Nhưng mà về nhà chỉ có vợ là cầm tay bắt giơ lên thì phải chịu thôi, đúng không ạ? Chứ còn chả có anh nào dám nhận mình yếu đâu. Nhưng cái đấy tôi nghĩ là thế này, bây giờ với cái thời buổi nó hiện đại như thế này rồi thì chúng ta cũng nên cởi mở hơn trong cái vấn đề này. Tú thì không có gì phải giấu giếm cả, bản thân mình cảm thấy khi nào cơ thể mình tốt, cơ thể của mình khỏe mạnh thì mình không phải dùng. Nhưng khi mà mình cảm thấy cơ thể mình có vấn đề thì mình sẽ phải xử lý. Và Tú đã từng sử dụng cái sản phẩm Minh Men này rồi thì thấy rất là tuyệt vời. Nói thật là nếu bây giờ mà anh giám đốc Minh Men này mà anh ấy cho lọ nữa có khi không dám dùng, bởi vì dạo này về nhà là vợ phải chạy rồi. Nhìn thấy Tú là bây giờ ngại lắm. Đấy, ngày xưa là vợ thì thực ra là cũng hơi thất vọng một chút, cũng có những lúc thất vọng đấy. Nhưng bây giờ thì thực ra là vợ bảo như anh dừng lại đi, không thể được nữa rồi, vì nó quá sức chịu đựng. Phải nói là bây giờ là khi mà mình sử dụng, và cái quan trọng nhất ấy là tôi thấy cái cơ thể mình nó thay đổi ở cái mức độ là gì? Là nó rất từ từ, nó không bị quá nhanh. Và cái thuốc tây là Tú rất sợ vì không dám sử dụng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến có những cái phản ứng phụ. Nhưng với những cái thuốc mà được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như thế này, và đặc biệt là Tú rất thích cái cao mật nhân của Ấn Độ, rất là tốt và nó cũng tác dụng rất là nhanh khi mà có một cái công nghệ mới, đó là công nghệ nanodic, nó đến vào đúng cái tế bào mà chúng ta cần ý, thì đó là cái điều mà rất là tuyệt vời ở sản phẩm Minh Men này. Và Tú thấy sức khỏe của Tú bây giờ ngủ tốt hơn này, ăn tốt hơn này, đầu óc minh mẫn hơn này, sảng khoái hơn, và tất nhiên rồi thì cái sức khỏe sinh lý của mình nó sẽ đồng thời sẽ tốt hơn. Yếu sinh lý nam giới hiện nay chiếm tỷ lệ rất cao trong đời sống xã hội, do cái đời sống công nghiệp và xã hội phát triển, tình trạng yếu sinh lý nam giới ngày một tăng cao cái tỷ lệ này. Cho nên hôm nay chúng tôi nói về cái chủ đề tương đối tế nhị này, thì hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với các quý vị sản phẩm Minh Men, là cái sản phẩm mà tôi rất ưa thích. Tại sao chúng tôi rất thích cái sản phẩm này? Bởi vì thứ nhất, sản phẩm này được tạo nên bởi vì bào chế từ các cái dược liệu thiên nhiên rất quý của y học cổ truyền Việt Nam. Trong thành phần của sản phẩm Minh Men này có rất nhiều cái thảo dược quý hiếm mà y học cổ truyền Việt Nam thường sử dụng cho bổ thận dương, cho tăng cường sức khỏe nam giới bằng các cái thuốc bổ thận này. Ví dụ như là cao dâm dương hoắc, cao bạch thần lê, rồi cao mật nhân, mà trong đó thì có mật nhân của Ấn Độ mà chúng tôi đánh giá rất cao, bởi vì trong mật nhân của Ấn Độ là cái tăng cường cái hormone sinh dục nam giới rất là tốt và cải thiện cái sức khỏe tình dục của nam giới rất tốt, như là những cái chứng rối loạn cường dương, xuất tinh sớm, rồi liệt dương, di tinh, giảm ham muốn, rồi mệt mỏi, đau lưng, tiểu đêm, vân vân. Tất cả những triệu chứng đó thì những cái thảo dược như là bạch thần lê, dâm dương hoắc và cao mật nhân này cũng đã giúp cho các đấng mày râu là cải thiện được cái chức năng sinh lý của mình, cũng như chống được mệt mỏi, chống lão hóa rất tốt trong cơ thể và giúp cho cuộc sống, chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn. Và ngoài ra, chế phẩm Minh Men còn được bào chế dưới công nghệ rất hiện đại, công nghệ nano hướng đích, tức là công nghệ nano hướng đích. Tại sao gọi là nano? Công nghệ nano tức là công nghệ mà kích thước một nano bằng 1.000 tỷ của mét, cho nên là nó chia nhỏ các cái hoạt chất, kích thước các hoạt chất thành các cái siêu nhỏ dưới kích thước nano. Chính bởi vậy nó thấm sâu vào tế bào nhanh hơn, hấp thu nhanh hơn và hướng tới tế bào đích nhanh hơn, và đưa hoạt chất vào đến tế bào đích và phát huy hiệu quả tốt nhất cho người dùng.
Chính bởi vậy mà công nghệ nano hướng đích của công nghệ Nhật Bản này chúng tôi đánh giá rất cao trong bào chế viên minh men. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.